Quý vị và các bạn đã quay trở lại với Võ Mài Huyền Thoại. Hôm nay thì tôi sẽ lại là cái content Dương Gia Cung. Đâu rồi? Tôi vào vợ và tí đây. Ok. Cổ sư đâu em? Còn đấy đập cái quần chắc cũng phải gần 50 triệu hơn. 50 triệu đéo lên. Đâu, bữa tính là kêu 70 rồi mà. Hello anh Nam. Hello anh. Dạ. Này, kim cuốn kim thiền anh Nam ơi. Kim thiền có mà em. Ok. Để luyện mật tịch đầy đủ tí mình đi chinh chiến. Để anh Lục coi bữa kim thiền mấy cuốn là anh. Hello mọi người nhá. Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay thì mình sẽ đi cùng với team của anh Soái cũ. Thì hôm nay mình sẽ cầm Dương Gia Cung Ketamin. Chủ ạc thì nghe cái từ slogan phê là biết rồi. Hôm nay thì con này là có 2 món cộng 7. Vừa nãy anh Nam bảo con này cầm hết bao nhiêu tiền đồ rồi? 70 triệu cái quần á? Thật á? Em sợ vậy đái vậy. Thật á anh? Thật đấy, đùa anh phải nói thật cho em biết. Thật. Vãi lìn. Thật không đây? Nghe mùi lắm. Hôm nay thì mình sẽ chơi Dương Gia Cung. Và các bạn đã thấy rồi đấy, cái quần 70 củ ấy. Tải game như thế nào à? Xin chào bạn Phong. Bạn lên trang chủ zgame.com. Hôm nay mình sẽ like cả nền tảng Facebook và bên TikTok. Hôm nay YouTube thì nó chưa cho mình like. Không biết tại sao nữa. Mấy anh Facebook, mấy anh YouTube anh đánh gậy em lâu thế. Lỡ mở của nhạc Sơn Tùng đánh cho đến giờ luôn. Kênh YouTube anh bật kiếm tiền chưa? Bật rồi, bật hết rồi. Nói chung là TikTok đang bảo anh, like anh đi. Anh bị nó đánh bản quyền hay gì mà giờ nó không cho like nữa. Hồi nó cho like rồi nhưng mà cái luồng bên anh nó lại bị lỗi. Chắc là mai anh lại phải xóa ổ. Kêu em sự vô đi. Sự rồi. Đợi ngay mới lại kiếm nữa, vợ con lại hành cho rồi. Nay gạ được ạc VIP à, hello bạn Minh Nguyễn Hoàng đấy. Ở ạc này thì nói chung là thua ạc anh sự một tí. Thua một tí thôi, nhưng không phải thua vừa vừa đâu. Đây, xoái, có thấy chưa? Ạc này còn có set hiệu quả thương dược này. Một tịch nó nhiều dã man luôn, trời ơi, ôi rồi ôi. Được cái này nó nắm tiền thế nhỉ. Chủ ạc nắm tiền. Ôi trong còn nhiều mảnh thiên thạch lắm anh em ạ. Chôm ít về cũng được. Nào, Rương Tử Quang 50.000 vàng. Giàu đấy, giàu đấy. Chôm chôm tí. Mặt tịch rất là nhiều anh em ạ. Tối nay 1-1 mec này nó bắn đi thôi rồi nhỉ anh Nam nhỉ. Khỏi phải nói luôn đấy. Mà né cuốc mộm ra. Quân nó bắn khác lắm. Mẹ cuốc ạ, nếu mày gặp tao mày né né ra được không? Mày không đánh được cuốc ạ. Thật đấy, không phải tao nói đùa đâu. Bản này là bản của nhà phát hành điện thoại bạn nha. Xin chào bạn Phong. Chào bạn Dương. Cung này là cung Long Môn Trấn anh em ạ. Và hai món trang bị tàng kiếm. Cái quần tôi nghe các anh em vừa bảo là cộng hết 70 triệu rồi chưa lên. Và đây có hai món cộng 7. Áo tàng kiếm và nón tướng quân cộng 7. Một cái ngọc tử quang tiên, ngọc sát thương. Và mật tịch môn phái. Rất tiếc là quyền này nó không có 4 phụ lục, nó chỉ có 3 phụ lục thôi. Nhưng mà toái kim, để xem là toái kim trừ thủ bao nhiêu nhỉ. Trừ thủ đến 22%. 22% thủ trong vòng 5 giây. Thôi, con này nên cung ngoại công bắn đầu. Nói về độ VIP con này thì nó cũng không thua con ngày hôm qua đâu. Chỉ có điều thua cường hóa thôi chứ mật tịch thì hơn đam. Xét kháng tất cả 10. Và ngoài ra thì chủ ạc cũng rất là đầu tư. Một cái mật tịch chuẩn cung này. Nón tướng, quần tàng kiếm, sát thương 58. Đây là cái quần đẹp nhất server. Cái chay được bạn ơi. Đấy, con này nó top 40 server. Cấp 86. Quân hàm tướng quân anh em nhé. Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay mình không like trên YouTube được. YouTube nó vẫn đang đấm mình. Bực thật đấy. Kiểu gì nó cứ đấm mình hoài. Giờ bắt đầu công cuộc báo danh. Bây giờ mới báo danh. Giờ báo danh thì sao vào được anh. Hello mọi người nhá. Các bạn có biết là con Ketamin này nó VIP như thế nào rồi? Kênh 3 này. 3 người. Các bạn nghe quả nhạc huyền thoại này có đau không? Chiều nay thì mình cầm thiếu lâm quyền và mình có hẹn các bạn là tối nay có 1-1 đấy. Tỷ võ 1-1 phiên bản 2.8 rất là vui. Anh Nam ơi, anh Nam. Anh kiếm hộ em con cái bằng bổng với con cái bằng quyền nào cấp 83 mà nó có mật tịch môn phái ngon ngon tí được không? Không cần đồ. Anh ít chơi lắm Vân ơi. Rồi anh sự hỏi ba người có nào không? Đây từ chỉ con tối. Em đang thích con mẹ em làm con 83 em đi em đánh nhau. Có con Lady con Lady thì Hoàng Sĩ thì nhắn tin phát là được nhưng mà hơi ngại tại vì con đấy phải cái user.
Còn bây giờ mình làm đây có con 80 mà tăng bảo chưa đang khóa mẹ nick 3 ngày rồi. Em mua con đấy có 100.000. Cả cái mang đi solo cho nó xưa. Đi đi 1-1 thì mình build mấy cái như thế đánh nó khỏe lắm. Hello mọi người nhá, xin chào mọi người. Không kiếm con lại làm con bot bot rồi xem được. Anh chuẩn bị tháo em mượn đồ tăng kiếm. Không, nick này ketamin khác anh em ạ. Nick của đại gia sự cộng 7 rồi. Anh Sư ơi, cái nón anh còn không? Nón thằng kiếm anh còn không? Mua thêm nón thằng kiếm đâu mà. À rồi, anh không nên nón vậy. Vậy mấy nữa là... Ờ, thôi được rồi, mấy nữa tôi sẽ mượn ông kia cũng được. Mượn set thằng kiếm cộng 7 đấm nhau cho nó sướng anh em ạ. Mượn không đồ. Em mượn thằng kia cái nón, còn anh chơi mượn 2-7 của anh là được. Còn cho mình mượn cái mũ tướng không được. Không, mũ tướng không mượn được. Toái kim ngày xưa mua 16k, bây giờ anh Sự hôm trước mua toái kim bao nhiêu? 500.000 ạ. 500.000 đấy. Cũng không rẻ đâu các bạn ạ. Anh em vào sau bấm giúp mình một like nhá. Hello mọi người, hôm nay YouTube nó không cho tôi live stream rồi. Toái kim nó bắt mà nó bắt nhỏ đâu mình. Tí tí, mày mấy Nguyễn Kim này, má liền hai cuốn xịt hai cuốn. Kim đi hả? Được không nói, có mấy cuốn chim đi chim hết. Không, không cần anh em, chỉ còn lại 10 thằng, anh em tí tới 1-1. Có 4 đô la, à có 4 kim thiện rồi nè. Ờ, để họ chỉ mình nhau bút. Là YouTube không cho like là báo lỗi ghi này. Anh Sự vào chưa? Không này, anh em lại móm bây giờ. Hello bà con nhá. Anh Nam không báo danh cho em trước đi. Thằng nào ngon ngon bán không anh á? Bạn lên nhóm mua nhá. Ở trên trang chủ riêngkhoanthoại.com sẽ có link fanpage và sẽ có link nhóm ở trong đấy. Các bạn có thể lên trên đấy để mua bác mua bán nick nhá. Tại vì ngày hôm qua nói thật với các bạn là tôi livestream rất là đông người xem nên là hôm nay anh em sang fanpage mua nick rất là nhiều. Có ông và ông chơi luôn set tàng kiếm mà ông úp luôn mà. Quả nick chiếm quyền VIP luôn, ông đi ông đá chiến trường luôn. Arc của bác định giá bán bao nhiêu? Anh Nam ơi, em hỏi tí arc định ketamin định giá bao nhiêu? Chung bây giờ khó tại cái cộng 7 nó khó cộng em. Bây giờ đạt thì thích thì mua thì khó định giá lắm. Nói chung sự định giá 100 củ. À anh Sự 100 triệu. Không à, ông Sự 100 triệu thật, ống tiền ông có nạp hơn nhiều hơn ấy. Nhiều hơn. Đâu đến. Ông không tới à. À, nhưng mà ông Sự ông cộng đồ hên đúng không? Ông Sự cộng đồ hên nhỉ? Yeah. Ông anh Sự ông cộng đồ hên. Anh em mình hết tầm bao nhiêu Sự? Tầm 560 chứ mấy hả? 560 triệu không? Vậy nó ít hơn. Cả, nếu cả đập đồ thì tầm đấy nó không tính gì. Này, nếu vậy chứng tỏ là cái quần tàng kiếm này nó đen, nó bằng tiền nó cộng bằng cái nick của anh. Chuyên gia tài chính Sự mua đồ lúc đau chen. Chịu luôn. Mời ông tính ông đập cái quần là bạn A của anh á. Chào bạn Zik 2VN. Thì ông này ông nào đấy? Ông này ông nào? Chào bạn nhóc nha, hello bạn. Chị ơi, đặt giá nghe mấy kiếm thì chưa vào đâu. Mẹ thế này, thế này toang à anh? Vào chưa? Vào chưa anh? Báo danh rồi, đang trên người, nhưng mà trên người vào này thì dễ hơn vào nữa. Màn hình nhỏ thế anh á. Đi ké tầm 1-2 phút thôi là được. Hai ông đứng gần nhau thì bút cho nó dễ. Bọn nó ít lắc rồi, bọn nó vô tới nơi mà. Đây, vào đến nơi rồi. Rồi, vào chưa anh? Vào chưa để ra bắn nào? Rồi đi bút tặng 1-2 phút đi là vào được. Đây là Huy Trọng của đá à? Không phải thằng Huy... Cái báo tặng được. Này Huy Trọng và đá à, cái ai quan ui ôi nghe quan đúng chiều này ông đéo nào cầm ấy, đá kinh vãi đái rồi chiều quan cũng cầm ông đá mẹ ông toàn lên phát năm thằng thiếu quyền rồi. Hello bạn Đoàn, vâng một thời toàn tiền học thêm vào đây đúng rồi bạn ạ, ngày xưa tội thế. Vào chưa rồi. Vào mấy anh ơi, chưa trong bút. Đây, cho xin cái xe nào. Phát sáng một khí nhân anh, lấy thêm 7 tốc nữa. Từ đã, đừng dùng cuốn. Anh... Nay anh Sự với anh Nam căn góc em rồi nhá. Em bắn nó toàn bị ngu gì ấy. Em bị bắn theo một cuốc ấy. Đâu, mình đâu có bắn theo cuốc được. Nó gọi là fake đây anh ạ. Được chưa, đủ hết bút chưa, ra trước đi. Chết rồi, auto nó đéo nhận tên đây này.
Ao tu ngáo chó rồi. Vòng 2 à Quốc ơi? Vòng 2 đây, vòng 2 đây. Ờ, đợi tao tí, đợi tao tí. Gần rồi để boost cho nó dễ. Ơ kìa. Thiếm triệu nó đã ở vòng 2 này. Mẹ may cho mày đi con ạ. Tính ra nếu mà ác này không không tính tiền đập đồ thì mất tầm 20 triệu. Ừ, tầm này. À, ketamin là nó cố, nó cay cú cái quần quá đúng không anh? Chào bạn, ôi hồi, cảm ơn bạn Minh Nguyễn, cảm ơn bạn nha. Chào bạn kẻ mua vui. Chào bạn Tập Cận Bình. Ui ôi, mẹ, idol Tập Cận Bình. Tập Cận Bình cũng sang đây chơi game em á. Từ từ đợi đợi thì tất cả hồi mana cái. Đợi hoàn đơn, ok. Rồi, hello bà con nhá. Chào bạn Hùng Tốc Độ. Hùng Tốc Độ có vẻ nghe tên. Ketamin thì nặng nữa cái quả quần. Ngon đấy. Được quả quần ngon nhỉ? Anh công nhận quả quần ngon không? Quả quần ngon vãi lìn luôn. Nặng nặng quả quần mà nó lên nó đỡ đây. Hello bạn con nhá. Ôi trời ơi, cảm ơn bạn Minh Nguyễn. Quả donate to thế. Nó ít kìa anh ơi. À là mất công bỏ tiền vào mà nó nên nó đỡ đây vào mà nó nên nó cũng nên bắn mẹ vào góc rồi. Ông tính ông đập cái quần nó y như kiểu ông Đức Dubai úp vào tay từ 13. Ông Đức Dubai úp quả bao tay đẹp nhưng mà đấy cộng được. Karate thì không cần như nào rồi á. Ui ác đấy nó vẫn cộng 7 anh em ạ. Chào bạn Nâm Vũ. Tí nữa tôi bắn chân phái anh em xem nhá. Có vào không anh? Ôi, đừng vào. Ông đừng vào, đừng vào. Tôi làm tông vô là gãy. À, chết. Ông nào bắn lệch tường ấy nhỉ? Em không bắn lệch tường. Có Nga mi đàn anh ạ, bên trong có Nga mi đàn. À, chào bạn Hasa 93, hello bạn. Chào bạn Hùng Phạm. Kìa, sau lưng kìa, sau lưng kìa, sau lưng kìa, sau lưng kìa. Mẹ mày, giết thằng này mới được. Mày này. Dạ con Huyện anh nào ơi. Em vẫn bắn chết nó kìa. Kiểu thấy Vinh cầm vô nông quyền của tao về anh cũng thừa. Thế cay vãi lìn. Em bị đá sợ chim chiều nay. Em bị đá sợ chim chiều nay. Ôi ôi nó đam kìa anh ơi. Huyện đi ngờ, Huyện đi ngờ, Huyện đi. Ôi em loạn mẹ rồi, em loạn mẹ rồi. Chẳng thế nhỉ, hello bạn tổng kho. Năm chảm rồi này, đi bắn nãy giờ được 5 chảm mà. Như thằng cờ lon ý, ui dồi ôi. Thế vẫn chết bị tạ. Anh sự bắn chân phái à? Phí. Ngay bây giờ nó kìa. Huyễn đi anh Nam ơi, Huyễn em phát. Huyễn một vòng đấy nha. Đấy mà anh chạy ra ngoài. Mẹ lại ngủ rồi. Tí mình bắn chân phái anh em xem nhá, bây giờ chưa xem được. Sư cho gọi bạn đâu, chết bây giờ. Mẹ mình có dương cung. Chân phái không nhỉ anh nhỉ? Em chọn góc đẹp đẹp bắn đã. Đứng góc đi chân phải có ít cơ mạng nào. Nổ đam này. Xuyên rồi, xuyên rồi, xuyên rồi anh ơi, xuyên rồi, đẹp rồi, đẹp rồi. Cho em xin con Huyện về. Em bắn nhau có mạng nhỉ? Em bắn nhau có mạng này ơ. Nổ đam nhau có mạng này. Ôi, bị cả đách đam. Ôi giời ơi. Con chiến thần nó ra rồi anh ạ. Đại sĩ nha, bị cả đách bố ra ngoài. Mất dậy thật đấy. Con chiến thần nó ra đấy anh ạ.
Con chiến thần nó ra đấy. Hello bạn Minh Hoàng, chào bạn Nguyễn Huy, chào bạn Thái, chào bạn Nga. Ồ, mà bắn đẹp này không vào đam này, không chết ai này. Nghe nha, bị connect ra ngoài rồi. Nổ đam quá trời này. Ôi, 6 mạng này, thấy ông nội chết này. Chết con Gamidan này, ui giời ơi, 7 mạng này. Ôi giời ơi, 8 mạng này. Khả năng hôm nay mình 9 mạng này. 10 mạng này. Anh, văn bản quốc nhường em. Xem em phát, ôi giời ơi. Ôi giời ơi, 10 mạng này. Ai bị đẩy ra ngoài. Ôi anh ơi, vào nhanh em hết sen rồi. Ôi trời ơi, 11 mạng này. Ta đang bù đồng ấy nha. Đồng lắm. Lớn nên đầy. Hai phát đập công lớn rồi. Ui giời, thằng thiếu trận hốc một phát mấy chục mạng luôn. Hay. Em bắn mẹ vào tường rồi. Ai bắn được. Em hết sen rồi. Đây đang nhập cứ tài khoản đang sử dụng. Chưa, anh chưa bị chết. 12 chạm này. Hello các bạn nha, ui 800 người xem trực tuyến rồi. Đéo hiểu kiểu gì đông thế nhỉ, anh em like mạnh giúp mình. Hôm qua được 50k like rồi các bạn ạ. Các bạn like mạnh giúp mình nhá. Khả năng ông Tín xem mình bắn này mai cộng 7. Ông Ketamin cháu bắn mình mai cộng 7 thật các bạn. Anh ơi, ôi đam kìa. Cổ sư vẫn còn. Bắn chậm đi đi. Ôi bắn xuyên mẹ rồi. Đông lắm anh ạ, 13 chảm rồi này. Anh em lai mạnh giúp mình, ui giời ơi, được nhầm kìa. Anh em lai mạnh giúp mình phát để hôm qua 50k này rồi anh em ạ. Anh em úp giúp mình phát nhá. 859 người xem trực tuyến rồi, úp phát nào. Chết thằng Dương Thượng này, chết thằng Dương Thượng. Ui giời ơi. Đéo có xe anh ạ, bắn nhất thằng Clon ấy. Ui giời ơi, một phát 4 mạng này. Ôi, 5 mạng này. Quá. 6 mạng này. Ôi. Được có 15 mạng của đấy à. Ui hồi em xin anh đấy, anh x1 phát 15 mạng à anh Bính ạ. À. Chưa chân phái được các bạn ạ, à. Bây giờ cứ kéo chạm đi. Con Nga bị đàn bắn chết rồi đi, bắn chết Nga bị đàn đi. Mày chết này, mày chết này, mày chết, nó chết rồi. Cho anh Bính Kanaki của Bính này thì chỉ nằm Bính x đam. Chả vay, đi bẹt chiều nay 5 thằng đuổi đánh em. Anh mẹ người rồi. Có nhà bị đèn nó ngồi gào anh em. Em thấy rồi, bắn. À đập chết rồi. Bắn đi, vẫn được. Vẫn được. Bắn mạnh lên. Thằng kia nó đi mẹ vào trong rồi. Để đi cho nó vô trong đi hả, nó chết. Thằng kia mày tham thế nhỉ? Mày đứng cạnh tao mày bắn có phải là tao mày có mạng không? Tao cái được mạng của mày không? Ồ, 900 người xem trực tuyến rồi. Bắn được anh ơi. Yeah. Đi con mẹ nghe không rồi. Ai. Ôi ngã con mẹ ngựa rồi. Đang chênh người. 17 mạng này. 18 mạng này. Ui giời ơi, nó đàm địch tiêm chết không? Chết cổ sư rồi kìa. Chênh người. Cày thế nhỉ, không ông Gabi. Tranh người rồi. Tranh ngã người rồi. Anh ơi, tình hình anh vào mà cứu bọn em đi, không bọn em hết mẹ búp rồi. Đi búp ké kia. Sen với. Tuyết Liên Phồn Hoa ơi. Sen anh với. Bây giờ thì cần cái ăn là nó hạnh phúc rồi chứ. Tranh 7 người. Tuyết ơi. Yên được ít rồi. Mày sen anh cái. Ok em ơi. 10 điểm. Ôi dồi ôi. Ui giật chênh 10 người này. Thôi sát đi. Nó toát. Phải cho Nga mình kiếm lên tướng anh ạ. Quyền Nhi nó lên, Quyền Nhi nó lên. Má nó này nó tanh đàm, nó ích đàm. Mẹ thằng nào nó cứ long làm độc nó đứng ở cửa này. Tức vãi đái luôn. 18 mạng này, 19 mạng này. Ui thôi. Mày thế nhỉ. Tí hẹo không? Địt dạ. Vãi nổ đứng này đéo vào đứng nữa. Trình 8 người này. Ở đây nó bù động lắm. Chưa bắn được. Đứng cao lên tức. Top á, top thì top thừa sức. Đấy, 19 mạng này địt ạ.
Nga Midan. Thôi chết rồi, nó đang Nga Midan rồi, đi con mẹ thôi rồi. Em chết rồi. Anh sống nha sự, anh sống nha Quốc nha, anh xin lỗi em, tại em chết trước anh xin lỗi. Đéo thấy anh ấy huyết đi anh ơi. Đúng chậm phía trên kìa. Tô ba một, tối hôm qua mới bắn 1000 điểm xong này. Chết con Nga Midan này. Mày à, mẹ mày. Trêu tao này. Hello mọi người nhá. Hôm nay mình kiểu tiền đạo ảo làm chim mồi cho mình bắn. Sát khí để tí nữa anh em ạ. À. Thích bắn chân phái rồi, từ từ cho nó đẹp đẹp đã. Đây. Con này nó chỉ đi bắt mình thôi. Mất mẹ chảm luôn rồi, đi con mẹ. Đấy, tại công đấy, tại công bảo tôi bắn chân phái đấy, công tào lao kia. Chết mẹ ơi. Không thể nào nghe được không ạ? Toàn bị lừa ấy. Tính 5 người mà không vào được. Chấn phái một thành bắn không có đam, ông hiểu không? Kia nó vẫn vào rồi. Đây em đang auto đây. Gom đông đông một chấn phái chứ, một hai thằng bắn chấn phái làm gì? Bắn vào tường không à? Anh sư không vào được à? Cày thế nhỉ, mất mẹ chảm hai mấy rồi. Mẹ đang bắn ngon đấy. Cái con đấy nó chuyên nó đi nó ôm lên một hai con thương trưởng đấy. Nó gà. Mẹ nó đông, chơi nó đây nó ích trò. Huyên em anh Nam ơi. Lại đang ngủ rồi. Chân phái bắn cho đẹp, thôi có bắn được cái gì đâu mà, có giải quyết được cái gì đâu mà, không có đam. Địch coi nghe. Chúng mày này. Không có xe anh ơi, lên ra đường bị trẻ con nó dụ. Đang đi chiến trường công bỏ ra bắc tiền thâu bắc tiền nong tiền thôn làm gì. Mất chân rồi khỏi chấm đã đứng gần ở bức xe được có phút không nghe bị đàn lại lên rồi đấy thấy chưa đi cả đấy thấy chưa đấy thấy chưa này thì mày đứng mày nhìn tao này. Đây này, công thích chân phái, tôi bắn đây, tôi bắn gần đây này, đấy, ví dụ như này này, đấy. Rồi, anh em không phải nói. Đấy, nó có mạng nào đâu, chứ còn đứng trong kia nó không bắn được. Em được chảm hai mấy luôn chứ, 21 chảm. Má nó gà nữa rồi. Ô ma con ngà mày đàn, thề luôn, khó chịu cực kỳ. Thề luôn, ghét vai. Bây giờ cỡ như hai hạt đó nó ít một cái đâu có chết nhỉ? Chết. Đấy, Uyển Nhi này em bắn chết ngay bây giờ này này. Ôi, có con to không nữa kìa. Má, bắn bỏ mẹ đi Quốc ơi. Nó lại gảy tiếp con tiểu vũ kìa. Nó gảy cho thiếm trượng nó đam mới là khốn nạn chứ. Anh yêu cổ đi, anh Quốc yêu, anh Nam yêu cổ đi. Nó có xe này này. Nga mình đi ra ngoài rồi, không vào được. Thôi. Thấy giá trị của em đi. Đã bảo đâu. Nào về năm Ninh Bình tôi mời rượu nha. Ok bạn ơi. Em tắt keo tour đi là nó đẩy mẹ ra luôn. Rồi. Lại bị lừa rồi. Dương cùng nó đồng lắm anh ơi. Rồi con Nga bị hào ra nữa kìa. Quốc chạy Quốc ơi. Em thề. Tao bắn thẳng vào mặt nó này. Nói đào đấy. Thấy chưa? Nó đi một phát là phía sau 4 năm con thiếu trưởng đi cùng luôn. Cái tam minh tốt kìa, đuổi. Em đang... Ôi! Cái tam minh đâu? Ôi, cái tam minh top 8 kìa! Ảo thật sự luôn! Thế được chấm chưa có à? Chết rồi. Động lực để bắn. Có động lực để bắn rồi. Hello mọi người nhá. Chứ anh em ạ, lúc nào bắn chấn phái thì các bạn phải canh căn đam mới bắn được. Nên chưa anh? Được.
Địch mẹ dương. Ôi dương cũng có kìa. Huyện huyện em cái người. Huyện em trước đi. Ủa đợi em xíu. Thằng nghe tiếng tách 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 là biết thằng cốt là có vấn đề về chuột rồi. Đúng rồi, con chuột nó bị lệ. Tao, tao bị suốt, tao lạ gì. Mua chuột xịn bán. Mày mua cái chuột không dây ấy, nó an toàn nhất. Mày này. Mày 5-5 nó bắn khó chịu quá. Lên chưa anh Huyết em phát. Con hiểu nhiên lên, con hiểu nhiên lên. Con tháo bông lên kìa. Biết ngay mà cuốc dính, cuốc dính được kìa. Cuốc dính được kìa. Chào anh em nhá, mình đang chơi dương cung. Yes. Bắn chết rồi đấy, bắn chết rồi cuốc ơi. Xuống bắn đây. Thiếu lắm trượng. Ui. Địt là 2 bình máu. Chết luôn. Cố lên anh sự ơi, anh em khổ quá nè. Liều toàn dương cung anh ạ, ừ công nhận em công nhận là nhiều dương cung. Rồi bắn luôn Quốc ơi, bắn đây này. Mẹ nó gặp hoài nữa. Anh Nam ơi, cứu anh Nam ơi. Ốc sư ơi, ông vào nhanh ốc sư ơi. Anh em chết sấp mặt rồi này. Chuyển phái vào ông kiếm này. Năm chảm này. Đánh người. Hay, ui gọi đàm hay thế. Công nhận dạo này chiến trường vào khó thật. Dương cung mình cứ nói mình tỉa toái vào thôi, có sen này này. Có thấy mùi sen rồi đấy. Em đéo biết cái toái kim em chuẩn chưa cơ. Nãy giờ không có em ạ. Anh Nam anh Huyên em phan. Ôi thôi loạn mẹ rồi. Loạn mẹ rồi. Ôi thôi 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 rồi. May thì sớm trưởng nó chết rồi đấy, không được dụng hết. Má hai em cắn cửu chuyển kịp này. Má, con nó chơi có chiêu quá nha. Má, may mình cắn cửu chuyển kịp luôn, máu cái long ca ơi. Hép 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 hép, kêu 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 kêu. Chắc khi này phải đi lên lên lên. Đây rồi. Anh sự vào đi cứu anh em cái, nãy giờ bắn mẹ như con cờ lon rồi đấy. Nãy được 4 chảm này. Là rút kinh nghiệm được cũng tắt auto. Auto làm gì anh? Nó bắn thối mổ anh Nam ơi vào chưa? Để auto bắt anh. À, chiến trường số người là 231. 230. Không biết xem lần này còn xoáy alo alo không chưa? Nó bắn chân phái kìa, nó bắn chân phái kìa. Thịt mẹ cứ bơm máu trước cho nó chắc. Nó bắn đội đấy, để nhìn nó lễ. Khiếp hồn lên. Tí nhất là ông Huyễn em phát. Máu cái sữa ơi. Hết sen rồi. Kiếm cả. Quốc ơi sao mày chọn góc đẹp thế mày không bảo tao. Bọn dương cung đứng góc này Quốc này. Con nhà nghèo đang lượn vào kìa. Má nó bắn cho đéo vào luôn kìa. Ui giời ơi máu. Mày này. Bắn tao này. Má. Cái gì vậy? Cái gì vậy? What the fuck? Cái gì vậy? Ui giời ơi. Người bãi trưởng rồi. Dã man luôn. Em bắn chơi chết thằng này. Nãy giờ được 6 chảm đấy nhá. Quê mùa rồi đấy.
7 chạm này, 8 chạm này. Nó huyết cổ nó đặt đi tắt dưới chân mình luôn, chụp chụp ít luôn. Cay thế nhỉ? Cuộc này mày bắn này mày gọi tao một tiếng. Anh em này thù gây chú tôi quán với ai nhất. 9 chạm này. Cái tại vinh bầu to phát đấy. Không phải em. Anh ơi, có nick thiếu quyền nào chơi không? Em lên nhóm mua em nhá. Chào bạn Xuân Sơn. 5 năm mà toàn bị ngắt. Không, ăn tới kim là chính thôi. Tại vì con này mép tới kim anh em ạ. Trừ thủ hai mấy phần trăm cơ. Với cung long muốn chấn đam to. Chào bạn, chào bạn Lâm. Anh em bắn bấm giúp mình một like nhá. Thịt mẹ, bắn được có mấy mạng nãy giờ. Chết như con ở. À đây rồi. Bắn này. Chết 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 thằng vô danh tăng này. Chết thằng vô danh tăng này. Nó ra đâu anh ơi? Ui dồi ôi, nhảm đít ạ. Quả đâu biết em bằng mấy mạng không? Mấy mạng? Em bằng 6 mạng. Vãi lồn, chắc quân thực quân nó bắn 6 mạng. Tao bây giờ có 9 mạng. Mà hết 2 phần 3 máu luôn mà. Một cái xuyên đúng không? Mày xuyên của đấy đúng không? Đúng rồi. Tao loạn rồi, thật chết rồi, em loạn rồi. Em bắn quả đi đào lòng đất luôn. Em cũng... Giống cái quả đâu nào tao bắn một phát 6 mạng này. Ừ, 6 mạng. Úi trời, mày đi nhanh thế, mày vào đấy không quay lại. Em huyện gánh nào ơi. Bắn bỏ mẹ ăn ngay bây giờ đi Quốc. Tao đang bắn nó này, tao bắn quá trời này. Tao chỉ có bằng lăng. Còn bằng lăng thì không sợ. Tao có như đèn nó có tích phẩm. Ôi giời, 10 chạm này, ôi 11 chạm này. Mình bắn bình tĩnh kiểu gì chả tốt vớt mà nó cãi nhau. Bây giờ còn nhiều chơi game hôm nay không? Ôi giời, em nhìn em biết rồi, chiến trường hơi mấy trăm người chơi này. 11 chạm nhá, gỡ nợ này. Mẹ mày. Bắn 40 mạng rồi đấy. Quốc bắn bao nhiêu mạng rồi Quốc ơi? Em bắn 32 mạng. Anh em Facebook bấm giúp mình một like nào anh em. Chết, chết cái, chết này. Ôi dồi, không chết này. Anh em mình đứng đây hơi tù rồi, bọn nó vào trong mẹ rồi. Thôi đừng, bắn bên trong cái đó nhìn nhà mấy đèn. Xem em cánh sữa ơi. Nhà mấy đèn nó chơi chiêu quấy gối tình dục thôi. Nó ra nó đang ngay bây giờ không á. Rồi thấy chưa? Thấy chưa? Nguyên đám bị hiệu ứng kìa. Úi trời ơi, nói cho kìa. Địt mẹ nó không sai, đến lượt anh em mình đấy. Chạy 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 em ơi. Ủa địt mẹ xong rồi, bấm cung chuyển đây, bấm cung chuyển đây. Tao biết ngay mà. Chạy đi, chạy đi. Huyện Linh ơi. Bọn này nó chơi bài, nó cũng không ham đi đàn nè, nó Huyện đang ngồi trong tương tự ra ít. Đẹp không? Đấy, 12 chảo ngon. À không, hàng này khác anh em ạ. Vinh vui vẻ, à không, nick Facebook của mình là Thành Vinh bạn nhé. Chào bạn Xuân Sơn. Cũng là nick hai anh em sinh đôi đấy. Cũng kiểu hai thằng sinh đôi với nhau, điểm số, ôi, hơn Tống hơn điểm Niêu kìa. Hơn 800 kìa. Tống cái vàng thiếu lắm quyền các bạn tốt. Thằng kia em bắn chết này, bắn chết thiếu trượng này. Bắn chết thiếu lắm trượng này. Mày ngon mày tháo cổ rồi. Ui dồi, nói cho kìa. Niêu mày thắng bại tại Vinh. Hôm qua thắng tay em đây, ông kia chứ. Bắn chết con kia đi. Quốc ơi, mày căn góc đi. Kìa, con 20 đàn kìa, Quốc ơi, chạy. Em đây vậy? Tao bắn gần chết Quốc ơi. Thôi, em chạy trước rồi. Nuôi đây. Tao bắn chết luôn con Nguyễn Nhi rồi. Tao bắn chết Nguyễn Nhi rồi. Thiếu âm trượng lên kìa. Ở Dương cung hai thằng đều mất chảm. Mày này nhìn tao này. Mày thích nhìn Ketamin vẫn top 7 nhá. Ôi. Trời ơi sợ em đeo vũ Jimmy xong em bật cái phần quang lên nè. Coi như nhìn lại lên kìa. Thôi loạn mẹ rồi. Loạn mẹ rồi. Thôi chết rồi. Địt mẹ. Xong rồi. May là thiếu chuyện quá chưa. May nó không bị ở đấy. Mẹ nó mà bị ở đấy thì nhà mình đúng ngu luôn. Hãy chơi yêu cổ đi.
Không, đéo chơi yêu cổ rồi anh ạ. Tầm này không có yêu cô, yêu kia. Ui giời, ôi nỗi đàm. Đéo chạy được dính hiệu ứng 20 đàm rồi. Khó quá anh em ạ. Đấy, thấy chưa? Người nuôi ra đi không? Kẹo bị ra. Em bắn vậy không chết ai nhỉ? Nổ đam kìa. Nó không đúng điểm kìa. Tói kim được cái mình nhiều. Bật chân phải lên vào đây cứu em anh ơi. Đúng rồi. Đừng có thấy nó chân thật. Sợ vãi đái các bố ạ. Anh em bấm giúp mình một follow anh em nhá. Để ngày nào mình cũng livestream cho các bạn xem. Thì đã đứng bên trên mẹ ăn thật chắc. Xuyên rồi. Chết này, chết xoáy đòn này. Đấy, thấy chưa? Idol siêu quậy 10 điểm này. Em trả 15 rồi nhá. Anh ơi, cho em cái bất diệt đấy. Em mất bất diệt rồi. Bro này, bro 14 điểm nhá. Tiếp tục này, con Nga mi đàn này. 16 chảm này. Vâng kéo rồi được. Đánh nắp rồi. Chết con Nga mi kiếm, chết con Nga mi kiếm này. Ủa mẹ, tốc hơi chậm nhỉ, của mẹ vào nhanh đi nữa thì ngọn. Chết con Nga mi kiếm này. Nó đang ra nhiều quá. Toái kim có em anh em ạ. Thế ông nội bảo sút nhanh thế, khôn thế nhỉ. Nó đứng đúng cái đường toái kim nó sút, nó rất là hay nhá. Nấu gà nó đông vãi lên luôn á. Nó mà lọt qua được nó xử cho thì mẹ mày quả này chết hết. Ông nào hủy thi bằng kim kìa. Ủa alo. Mẹ 44 mẹ rồi, nãy kiểu này bắn thế này làm sao mà có chạm được. Quốc bao nhiêu mạng rồi Quốc ơi? 17 thì nhỉ? 47 á? Không, 17 chạm. 17 chạm, ta 17 chạm đây. Ta 17 chạm đây. Nổ đam đéo chết ai này. Cả hai nhắc đôi mà hôm nay cũng tốt nữa thì thôi mai chặt chân đi. 37, ta 17 chạm rồi này, 37 mạng này. Mình mới cốt 1 gam đi kiếm 1 vô sư để hát nó sẽ làm mẫu rồi chứ. Không, em thấy tối bắn Dương Cung nhàn bỏ mẹ. Đỡ áp lực, kéo mai em chơi mẹ Dương Cung. Chết thằng Dương Cung kìa. Nhưng mà vẫn phải có búp, không có búp thì cũng mẹ cảm cảm đấy. Hết tên đúng không ạ? Địt nha. Dương Cung này được cướp bên nào ghép thì dễ bắt. Không mà bị ghép thì cũng trầm cảm. Chết. Chết con kém bằng. Ui con kém kìa chết. Bắn hổ báo lên á. Mày không lên được em ai bắn hổ báo. Huyết cắn kìa. Chết giỡn. Thôi em bắn hổ báo đây. Em bắn hổ báo đây ạ. Ôi thôi xong con mẹ rồi. Thôi xong rồi. Xong rồi. Vẫn còn mình vẫn đang tàn hình. Mày đi. Mày thế. Huyết đi anh ơi. Cho em xin xem vào. Đừng để cho nó nguyệt thực là được. Nguyệt thực là đứng yên gì được. Không phải nó nguyệt thực là mình mất cái quyển sổ. Nhớ bắn được thì bọn nó toàn bị ngắt 5 năm rồi. Yêu cổ kinh sự. Yêu cổ khoa này em đi ăn. Em tìm một. Em đi. 3, 18, 18 chảm này. Bắn trái Quốc ơi. Ba Dương Cung đang bên trong trái này. Đông chưa kìa, nó đẩy ra đông chưa kìa. Anh Nam cứ búp yêu cổ đi. Yêu cổ anh ơi, chơi luôn mẹ đi. Yêu cổ. Sợ đéo rồi. Ui nó bắn chết con mẹ em rồi. Cứ yêu cổ cho là mình nhồi máu liên tục, sợ đất. Cứu. Anh bắn đi em kì môn nè. Đúng rồi, hay Quốc ơi, chơi bài này hay. Hay Quốc ơi. Đi con mẹ, thiếu chuyện.
Mày chết này, 19 trảm. Một ông kỳ môn nào, một ông kỳ môn nào. Yêu cổ, yêu, bắn cuốc chắn đi, cuốc chắn đi, anh rót 5 năm vào. Cuốc chắn đi. Chắn đi, tao rót 5 năm, tao bắn chết mẹ rừng cùng trong rồi. Anh sửa cho em. Địt mẹ, mày 5 năm vào trong này. Chơi game nó phải thực tế anh ạ. Ôi thôi loạn mẹ rồi. Cú lắm. Bắn con ngay, bắn bỏ mẹ ăn ngay bây giờ luôn. Bắn bỏ mẹ ăn ngay bây giờ luôn. Mày, ôi vỡ rồi cùng rồi. Vào trong đi quốc ơi. Vào trong bắn đi quốc nào. Vào trong quốc ơi. Bắn vào trong không được. Ở trong nó đông lắm. Ừ, nó bỏ đi đấy thôi. Bắn đâu, đứng bỏ mẹ bắn xuyên thôi. Bắn xuyên rồi. Vào đi, cụ đi chân thoát. Chết thằng thiếu trượng này. Nhéo xuyên nhỉ, nó nhéo tỷ lệ xuyên cao nhỉ. Hello anh em nhá, anh em xem bấm giúp mình một like anh em nhá. Chơi game nó phải vui vậy các bạn ạ. Chơi game mà cứ hiền quá lại không hay. Nhưng mà chơi game thì đừng có ấy quá, đừng có tục quá là được. Vô trong luôn. Ờ chết bà không được. Đừng có vô. Nhiều đấy anh ơi. Ui ui ui, đấy, vừa vào trong nó ném cho quả cá sa mặt đấy. Đéo đùa được. Huyễn anh ơi. Phải đấy, phải con lừa đấy. Cứ cố tình con lừa đấy. Mày lừa tao quốc. Mày mất dạy rồi luôn à. Mày em thăm dò tâm thần nhiều khác. Mồm nó hô được vào đi mà nó giật quay lại Vinh cứ cắm đầu chạy. Bây giờ bắn nhau có mạng nó đấy, buồn. Nổ đam này không có mạng này. Su ba xa này. Thấy su ba xa rồi này, ơ thằng nào bắn su ba xa nhỉ. Quá trời mạng kìa. Ôi giời ơi. Đứng bên nhiều chúng ta cung nên là hay bị khai cái em mạng nào. Ảo thật đấy, nổ đam này. Nổ đam này. Không nên đam nó nào. Lại loạn rồi, con ngài bị đàn khốn nạn kia nhá. Mày đứng 5 mét ngoài xa thì nó đứng ở ngồi rào nó lại bị thiếu trợ sao đít. Mày thế quả đấy không nhắc em. Mày này. Không biết được chết được em mày ạ. Khó, hơi khó đấy. Huyền em phát anh Nam ơi. Bắn tiếp. Win nó lại, anh em win rồi. Ông nào bắn chân phai bắn mẹo tường kìa. Tầm này là hy vọng vào Vinh với Quốc kéo trả thôi. Kéo được thì đi ăn. Thắng bạn tặng Vinh. Nhà này nó muốn mấy pha chậm cảm ghê. Đại ca với Nhi mới trăm ba rồi, phải rồi mình năm con năm lần, năm con năm lần. 20 chạm rồi này. Thôi bịt mẹ. Úi dồi ôi. Anh ơi Huyễn ơi, em đang bắn, em đang kéo chạm. Em đang kéo chạm. Đang góc đẹp ấy, Vinh đang góc đẹp, đang vít đẹp. Đang góc đẹp, 21 chạm này, một mạng 16 điểm này. Đấy, đứng góc rồi. Thôi thì nặng mất. Chạy người. Thôi đi mẹ mày thôi rồi, nó ích đam này. Nó ích đam ngay bị đàn anh ơi. Nó ích xong rồi. Để em giết nó luôn. Em bắn nó vào chân phá nhá, có đủ người không? Nó lên đúng không? Địt mẹ. Hôm nay đợi tập trung hoạt động. Đấy, con đọc là nó cứ chạy chạy nhìn. Địt mẹ nó sao nó phái. Chết luôn, 22 chảm, ok. Máu em về, máu em về. 40 mấy mạng rồi. Em nằm đọc cái dòng 2 chán thế nhỉ. Huyết em vâng, xuyên rồi, em ăn xuyên rồi này. Có ketamin vẫn được top vớt kìa. 500 điểm. Ok. Cắn máu trước cho nó chắc. Ui ông nào ít quả đam kinh vãi lìn.
Ông nào bắn mẹ vào tường kìa. Rồi, điểm số bên Tống đang thua bên Nhiêu 1k rồi, à 400 điểm rồi. Nhiêu nó tràn mẹo trong rồi, anh có vào không? Ui, trời nó ích cho kìa. Vừa nói mồm. Vừa nói khỏi mồm xong, nó ích cho kìa. Vừa nói khỏi mồm. Quốc ơi, làm sao đấy em? Em bị ngủ. Mày chết này, ơi, mày. Không được, ở trong nó cực kỳ đông luôn. Ui. Ông nào cứ bắn vào tường ấy nhỉ? Thế sao bắn không có mạng nó đã tức ghê ấy á. Biết ngay mà, thấy chưa? Chết luôn này, ở đó mà nhìn. Huyện em Phan, ui dồi ôi. Xuyên vào, xuyên vào. Tinh đang có góc đẹp nhá. Đấy chưa, 2-3 chảm rồi này. 2-4 chảm này, cứ đứng đông đông vào. 2-5 chảm đến nơi này. Đúng rồi, thiếu chuyện nó móc kìa. À, anh ơi. Anh ơi, cứu, địt, xong rồi, bạn cắn cửa chuyển. À, mày quá. Nói đem ngay mi đàn kìa. Mày này, ăn 1 năm rồi, bắn luôn. Chạy ra ngoài đi, thôi đừng có bắn số. Có hiện rồi. À, có hiện rồi, thôi. Bắn tiếp. Có hiện này, bắn tiếp, sợ gì. Ui, ăn chết rồi, từ xe hôi trên ăn rồi. Nhanh, kéo chẳng, đang sắp. Hai mươi năm chảm này, đứng ở góc này không bị dính hiệu ứng này. Nó ngồi trong đạo nó gãy là không đến được. Con ngà mình kiếm chết này. Hello mọi người nhá. Ôi ôi ôi, thấy chưa, mẹ ông bên dưới mình chết, nhóc này mình đứng, chết luôn con ngà mình kiếm. 26 chảm này, cố 30 chảm phát. Má mẹ ông nằm độc ra đây quá. Nếu nó độc lợn mẹ đi. Đuôi chết đi bên. Ở đây ăn được ứng là không ra được. Như là bên đây bắn này. Anh nhìn chuẩn chưa? Bắn đi chuẩn rồi nhưng nó có ra không để mà bắn. Chuẩn đấy. Ăn hơn 400 kìa. Cho. Ôi, em hết mẹ cực mạnh rồi. Sao bắn đéo con em. Bên mình để vào đâu nhá. Thế này. Phê không anh em? Phê vãi lì luôn đấy chứ không phê. Huyện anh cánh nam ơi. Anh em ơi. Hết mẹ rồi. Cô này gặp Vinh hét nó cống rồi. Thằng ca đi nó ra đấy, ca đi nó ra đấy. Anh em bấm giúp mình một like anh em, ô kìa nó phòng lên kìa. Mày này. Chết. Ủa nè. Vấn đề là đeo có mạng này anh em. Loạn rồi kìa, ôi loạn rồi kìa. Loạn rồi kìa. Loạn rồi kìa, bắn chết con mèo cổ sư luôn. Con Nguyễn Nhi chết rồi không? Nguyễn Nhi chết rồi, mày bắn chết đúng không? Tao bắn gần chết mày cái hết đi. Nó đông kìa. Nó đông kìa. Khéo chết Quốc ơi. Ủa nó gà đông nè nè. Nuôi đen. Không anh ơi, còn mấy mạng bắn nốt. Nuôi đi. Còn mấy mạng bắn nốt, tham tí đi anh ơi.
28 mạng, 29 mạng rồi. Phiên em ơi, phiên em về. Mẹ. Mỏi mỏi à, AM2 chứ xin lỗi. 29 chạm rồi anh ơi. Uyển Nhi, Uyển Nhi, Uyển Nhi, thôi địch nhạc mày xong rồi. Thôi mất chạm. Cày đấy này. Vẫn ngủ được ạ. À. Nhớ cái ngoại công ơi. Em giờ còn ngủ nữa này. Thôi, dạ mày. Càng thế này, mất mẹ chạm rồi ạ. À. Tức đi. Nhanh chí rồi mày. Ờ, nhanh chí về rồi anh ơi. Dạ, bắn quên được cắn lắc luôn. Hai mấy ba chục chảo của tôi rồi, tiếc quá. Búp cánh bánh kem ơi. Anh sự bảo em búp em phải nha. Ôi giời, ôi cơm đến mồm rồi. Anh đào cay thật sự, ngay bây giờ nó để búp em phải. Xem luôn anh ơi, ngoại công phát xem luôn. Ok. Anh Nam thấy cho con em Huyễn luôn. Hãy yêu cổ luôn anh ơi, yêu cổ đi, giáo Huyễn đâu. Yêu cổ đi. Nào nó ra nữa rồi. Mẹ. Nó gặp con Huyễn Nhi hoài. Con Huyễn Nhi à, tao ghét mày. Bắn bỏ mẹ mày luôn. Bắn bỏ mẹ luôn. Bắn bỏ mẹ luôn. Ui hồi nó giam kìa. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, ôi con Huyền Nhi. Cho em xin con yêu cổ đi anh. Không phải Huyền đâu. Ê trời. Cô bao giờ chạm được cô ơi. Em chín này em. À, tao 29 tao chết kìa. Mặt mẹ tôi vớt rồi. Cày thế nhỉ. Anh chủ ạc nếu mà thấy Mai cộng 7 anh nhá. Cộng 7 là anh bắn sức mạnh nhân mấy đấy. 50 mạng rồi này. Mai cộng thật đấy đùa. Đúng vậy anh chủ hạc này xem mình là chim mai cộng 7 thật đấy. Cày thế nhỉ. Chết luôn này. Ui ôi một cái toái kim này. Toái kim 7k máu cơ mà. Cắn nắc 70 7k máu cơ mà. Vậy. Mày con Uyển Nhi tiên sư. Lại là con Uyển Nhi. Thế luôn. Anh Nam đâu rồi. Yêu cổ đi anh. Em bắn bỏ mẹ luôn. Ui nó ích Nam kìa. Từ từ đây, em thấy rồi, thấy rồi. Mày chết mình đi đọc mình đi chết rồi. Yêu cổ anh ơi, không còn phải huyễn làm gì à. Yêu cổ luôn, chơi luôn. Huyễn đi, còn 2 phút nữa rồi. Chiếc này. Em mất mẹ chảm rồi, còn gì để mất đâu anh. Cắn sâu rồi mắt. Không được. Thấy này mày nhìn tao này, mày nhìn tao này. Nhìn tao này. Tao mà còn nhắn kiếm nó thầy thôi chứ. Đủ vô rồi. 50 mấy mạng rồi đấy. Cày thế nhỉ. Không được 1000 điểm. Tốt tốt. Nó đi đạt được cái tốc bớt. Còn cũng phải được đấy. Hơn 500 điểm. Thấy chưa? Thấy chưa? Còn lại là cái con Uyển Nhi. Em bắn con Uyển Nhi luôn. Em bắn con Uyển Nhi luôn. Em bắn con Uyển Nhi luôn. Mày này. Mày này. Úi dồi ôi. Nó trâu thế. Tuyệt hẳn mà. Úi dồi ôi. Tí đứt đâu. Má nó ích đàm cho kìa. Đâu thằng thiếu chuyện đâu. Mẹ mày. Chết rồi. Xem em phát. Chết rồi. Bắn vào trong này là ai? Đúng rồi. Ui thôi đi. Lại mất chảm rồi. Được mấy hồi sinh cho à. Vừa nút chạy ra. Em đi mẹ rồi. Nếu có anh em em nhảy. Hello bạn Thanh Sương, hello bạn. Chào anh em nhá. Dạ, em nó trâu vai lìn luôn. Mẹ em mất mẹ chảm phát cuối ạ. Vừa bắn được 4-5 mạng xong. Vâng, vậy là chúng ta đã xong với chiến trường và chúng ta cùng đến hoạt động săn boss. Lát nữa chúng ta đánh 1-1 anh em nhá. Quá càng quá kinh khủng anh em ạ. Cảm ơn đội ca ve hôm nay bắn rất tình. Quốc Roi cho chảm Quốc. Giữ được không? Chảm 30 à. 30 đi. Nó ít điểm hơn Vinh chắc. 643 điểm này.
Cái tâm in top 10 đi. Cái tâm in top 10. Cút được không? Cút được kìa. Không, em không top đâu. Top 10 anh em ạ, 643 điểm. Đi vớt. Vớt rãi đái luôn. Mình đi bot đi 1-1 luôn nhá. Đừng đi ngủ đây. Lên lên coi hai nhà cà phê đánh nhau thì đỡ buồn cười và anh đi diễn rồi. Hai nhà cà phê đánh nhau. Anh em follow giúp mình cái nhá, và chúng ta cùng đến hoạt động sân bot. Bot đâu nhỉ anh nhỉ? Hai nhà dễ ấp đánh nhau à. Bot đâu anh Nam ơi? Dịch Long Sơn em, Dịch Long Sơn. Dịch Long Sơn à, ok. Cảm ơn anh em nhá. Ôi giời ơi, không tin nổi nữa rồi. Cười đau hết cả bụng. Con này yếu hơn thật hơn một tí thôi, nhưng mà đồ nó vẫn cộng 7. 88%. Ok, bây giờ mình xin phép là thoát nick ra, mình vào nick GM mình livestream nhá. Anh em follow giúp mình cái và mình có xin một cái lựa chọn đó, anh em có thể bấm giúp mình một like không ạ? Ngày hôm qua được 54k like rồi, hôm nay anh em like giúp mình một cái nhá. Chào bạn Shop 69, chào bạn Thiên Hoàng. Nên Nhị Long Sơn xem săn bot này. Hello mọi người. Chào bạn Heroic. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại hoạt động săn bot anh em nhá. Rồi và bây giờ thì có lẽ Vinh sẽ cùng dịch chuyển đến khu vực Nhị Long Sơn để chúng ta cùng đến hoạt động săn bot ngày hôm nay. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Võ Hay Huyền Thoại, và chúng ta cùng đến với khu vực Nhị Long Sơn để chúng ta cùng xem hoạt động săn bot ngày hôm nay. Ngày hôm nay bot thương thần sẽ ở khu vực Nhị Long Sơn vào lúc 9:30. Nhưng mà hôm nay vẫn có top anh em ạ. Vâng, và trên màn hình thì lực lượng băng máu họ đã có mặt rất nhanh ở khu vực Nhị Long Sơn. Họ đã setup ở đây rất sớm rồi. Trên màn hình thì đã có rất nhiều xác võ đang kiếm của cả hai băng hội, đó là băng hội Búa Rìu và lực lượng băng máu họ chết ở đây. Anh em có thể chia sẻ live video và anh em tôi xin dừng lại một phút ạ. À vâng, xin chào tất cả các anh em trên TikTok cũng như là bên Facebook. Thì hôm nay thì tôi xin anh em mỗi người một like được không ạ? Không, game này phiên bản 2.8 anh em nhé, không có khủng khiếp gì đâu anh em ơi. Phiên bản 2.8 anh em có thể tải game ở zgamehiệnthoại.com nhá. Ok, và tôi xin đây anh em là muốn tải game thì liên hệ số này nhá. Vâng, và anh em có thể bấm giúp mình một like được không ạ? Hiện tại đang có bao nhiêu like rồi anh em? Anh em có thể check cho tôi được. À, tải game kia kìa, anh em Ninh tải game kia nhá. Số điện thoại trung gian anh em muốn tải hỗ trợ thì có thể liên hệ số đuôi 29 kia. À, và tôi xin phép dừng lại 1-2 phút để chúng ta cùng quay trở lại với hoạt động săn bot này. Anh em bấm giúp mình một like nhá. Hiện tại anh biết được bao nhiêu like rồi anh em. Đây là hiện đây là hoạt động PK băng hội anh em nhá. Và trên màn hình thì lực lượng băng máu họ đã có mặt rất sớm ở khu vực này rồi. À, không biết tải thì bạn Thành vui lòng nhắn tin fanpage để được hỗ trợ bạn nhá. Chào bạn Phạm Quốc Hảo 1991, hello bạn. Vâng, và hôm nay cũng có donate đến từ, cảm ơn bạn Minh Nguyễn, bạn Nga và bạn Sơn Tinh. Cảm ơn donate từ anh em, và anh em like giúp mình xem bao nhiêu like rồi. Chào bạn Vũ Thiện, server cũ vẫn hoạt động bạn ơi. Bên này lực lượng của băng máu họ đã setup từ rất sớm rồi. Và không biết là con bot đã được kéo về, bot chưa được kéo về. Hôm nay thì sẽ có hoạt động 1-1. Vâng, ôi giời ơi, hôm nay đã bắt đầu là có giao tranh ở đây rồi. Xin chào anh em nhá. Hello mọi người, xin chào anh em. Vâng, và chúng ta tiếp tục quay trở lại với hoạt động săn bot ngày hôm nay. Và trên màn hình thì đã có giao tranh ở khu vực này. Vâng, có PK nhưng mà đây, có đầy đủ nhưng mà có cả mây quang nữa. Và lực lượng của băng hội Búa Rìu họ cũng đang công lên ở ngay khu vực cổng. Nga, Mây Đàn, Uyển Nhi. Uyển Nhi vẫn đang dẫn đầu lực lượng của mình công vào.
Phía sau đang có Dương Gia Thường và có cả đội Thiếu Lâm Trượng nữa. Đang có giao tranh ở khu vực bên ngoài cửa. Các bạn đang thấy là lực lượng băng máu hôm nay họ khá đông và họ đang quyết chiến với lực lượng của băng búa rìu ở ngay khu vực cửa. Bên này là Nga Ben Hồng Ngân. Hồng Ngân thì đang có xe trang bị đô thống cộng 6 và nón sư môn 3. Mật tịch 86% và đàn xác suất chiêu 3%. Lực lượng của băng búa rìu họ vẫn đang chọn phương án công vào. Bên này là cái bóng bổng Lion Lady. Xét trang bị cộng 6. Ôi giời ơi, mật tịch 90%. Xét kháng tất cả 10. Hoan Lăng Bảo Ngọc và Tử Quang Tiên Ngọc sát thương. Mật tịch 90%, 4 phụ lục, dòng 377. Liên tục những cái màn giao tranh ngay ở khu vực cửa khi mà lực lượng băng máu họ đã ăn xong chiến trường mà ngay lập tức họ có mặt ở khu vực này. Bên này là Thiếu Lâm Quyền, thầy ông nội. Đã 3 món trang bị tàng kiếm cộng 7, bao tay sư môn 3, 550 đam. Huệ nhãn 84%. Hello mọi người, và mọi người có thể tải game ở đây nhé mọi người nhé. Em ghim cái link này lên, mọi người tải game ở đây nhé. Em không ghim được nên là mọi người thông cảm. Chấn phái đến từ Dương Gia Cung Henniken. Rồi, bạn thấy không, chấn phái thì mất nửa cây máu rồi, không mất đến nửa cây máu nữa. Tại vì hiện tại thì server mình có chấn phái một thành thôi. Đúng phiên bản mà phù hợp với đồ trang bị 7x, 8x. Bên này là Dương Cung Chùm Sò, quân hàm tướng, cấp 86, mật tịch môn phái 10 thành, 83%, 4 phụ lục. Cung Long môn trấn và hai món trang bị tàng kiếm. Hello anh em nhé. Vâng, chúng ta tiếp tục theo dõi hoạt động săn boss ngày hôm nay. Lực lượng của băng máu và lực lượng búa rìu họ vẫn đang giao tranh. Hello mọi người, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Mình cũng đang cố gắng chạy rất là chậm đây. Bên này là Ngai Mi Kiếm này, các bạn đang xem Ngai Mi Kiếm này. Trang bị cộng 5, kiếm tử quang huyền minh kiếm và set gân cốt 15. Sen rất cao nếu như mà được sen bởi này. Còn bên này là Đức Dubai. Đức Dubai đang có nón tướng quân, cơ tiên phong và trang bị tàng kiếm. Vâng. Cùng lòng muốn chấm đam 360. Ôi dồi ôi Đức ơi, mặt tịch rất đẹp, 86%, 10 thành 4 phụ lục. Tuyệt vời luôn. Vâng, và trên màn hình thì các bạn đang thấy là lực lượng của băng búa rìu họ vẫn đang công lên khá mãnh liệt ở trên khu vực đầu vào. Và trên Nam Biện Kinh thì họ cũng đã có một team chặn được và bắt đầu giao tranh ở khu vực bên dưới. Hôm nay giao tranh rất căng băng máu, hôm nay họ tràn xuống với một số người cực kỳ đông. Rubio thì đang có một cái bao tay sát thương đam rất là to. Bao tay này mà cộng 7 nó phải hơn 600 đam, rất là kinh khủng. Các bạn đang thấy trên màn hình thì lực lượng của băng hội búa rìu vẫn đang rất là nỗ lực để có thể công lên khu vực này. Hello anh em, xin chào anh em và chúc anh em xem livestream vui vẻ anh em nhá. Băng máu vẫn đang bám trụ rất chắc chắn. Đây là cổ sư anh em, hỏi cổ sư, đây là cổ sư này. Hiệu ứng mõm. Xét trang bị sư môn 3 và đô thống cộng 5. Hoan Năng Bảo Ngọc. Cờ tiên phong. Xem lại đồ của Rubio anh em nhá. Rubio đang có nón tướng quân này, hai món trang bị tàng kiếm cộng 6 này và bao tay đam 571 cộng 6. Các bạn biết là cộng 7 đam sẽ rất to. Lực lượng băng máu hôm nay rất đông và họ giao tranh liên tục ở khu vực bên dưới. À, xin chào bạn shipper. Thứ nhất là bạn thông cảm giúp mình là mình không được phép PK trong những hoạt động mod này. Mình livestream với tư cách là mod và streamer cho nên là bạn thông cảm. Tư cách là admin này mình không thể nào mình sử dụng nick của mình để giao tranh trong hoạt động bot, bạn thông cảm giúp mình nhé.
Cái đấy không phải bao tay 9x các bạn ơi, cái đấy là bao tay 5 môn chấn, bao tay 8x bạn nhá. Mình làm game 3 server rồi bạn ơi. Bên này là thiếu lượng trượng con nhà nghèo. Full trang bị cộng 7 và chúng ta đang có một cái trượng cộng 6 đàm 607. Đàm rất là tuyệt vời. Đây có lẽ cũng là cái trượng đàm to nhất nhì server. Bên này có cặp lãnh ưng lăng đến từ Nam Độc. Không phải âm dương ấn đâu, đây là bao tay Long Môn Trấn. Nếu bạn nào đã từng đi Long Môn Trấn sẽ biết âm dương ấn nó sẽ không có server mình nhá anh em nhá. Để tôi tìm cho anh em, đây là Minh Ngọc. Minh Ngọc đã full trang bị cộng 7 rồi. Mật tịch 84%. Bây giờ tiếp tục tôi sẽ review tiếp cái bao tay đấy cho anh em xem. Có nhiều bạn không biết, đây là Rubio nhá. Các bạn nhìn này, nó không phải là âm dương ấn. Các bạn nhìn kỹ lại giúp em. Đẳng cấp yêu cầu 80. Các bạn hiểu không? Đẳng cấp yêu cầu 80. Sát thương 100, thân pháp 25 và kháng tất cả 5. Đây là bao tay cấp 80 của nhiệm vụ 8 năm Long Môn Trấn. Các bạn đang thấy trên màn hình thì lực lượng của bang Bố Diều họ vẫn đang cố gắng công vào. Uyển Nhi vẫn đang dẫn đầu lực lượng của mình đẩy lên. Rubio đang đá đối phương và có hiệu ứng đến từ Nga Mì Đàn. Vâng, các thiếu lâm quyền của bang máu ngay lập tức họ phi vào. Có nhiều bạn trên TikTok các bạn không biết, anh em thông cảm vậy. Tại vì cũng là mem mới cả mà. Bao tay thân pháp chỉ để búp thôi. Có nhiều khi anh em dùng sát thương thì có thể dùng được. Vâng, và chúng ta cùng quay trở lại với khu vực boss để chúng ta cùng xem giao tranh ở khu bên trong. Các bạn có thể bấm giúp mình một like, một tương tác anh em nhé. Bấm giúp mình một follow anh em ạ. Boss đã được kéo về bên trong thì boss còn 45%. Hello anh em, chúc anh em xem livestream vui vẻ anh em nhá. Bot vẫn đang được đam bởi lực lượng võ đăng kiếm bên trong. Vẫn là một cái lượng võ đăng kiếm rất đông đến từ lực lượng của băng máu. Tiếp tục có lẽ tôi sẽ xuống bên ngoài. Bên này là thiếu lâm trượng, các em là của anh của lực lượng băng máu này. Bạn này vẫn đang sử dụng trang bị tàng kiếm và ấy cộng 5 và mật tịch 89%. Bên ngoài đang là lớp Nga Mì Đàn rất đông. Và lớp Dương Dược Cung. Bên này đang có lớp phòng ngự bên ngoài đến từ lực lượng băng máu rất đông. Có Nga Mì Đàn hiệu ứng mõm. Tăng kiếm kim ấn 13%. Các bạn có kỷ niệm với cái này không ạ? Hello anh em nhá. Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hiện tại thì Vinh đang livestream trực tiếp Võ Mai huyền thoại phiên bản 2008 và trang chủ là zgaytận.com. Nên là anh em xem thì có thể bấm giúp mình một like, một tương tác, một follow anh em nhé. Và cảm ơn anh em rất nhiều. Tiếp tục soi Dương Thương anh em xem này. Dương Thương với trang bị cộng 6 cặp tiên phong rồi. Và ra một cái thương long môn chấn đam 424. Còn bên này là thiếu quyền karate của Tung Hoàng. Karate full trang bị đằng kiếm cộng 7 và bao tay đam 605, mật tịch 88%. Hello bà con, chúc bà con xem livestream vui vẻ và lát nữa 9 rưỡi thì chúng ta sẽ có hoạt động tỉ võ 1-1 anh em nhé. Bên trong này là lớp phòng ngự rất đông gồm đội Dương Gia Cung, Long Ca cũng đang ở đây. Bên này tôi sẽ soi đồ Long Ca cho anh em xem. Long Ca đang có set trang bị tang kiếm cộng 6, cùng đam 412, cặp tiên phong và mật tịch 79%. Chào bạn Phạm Trinh, chào bạn Phạm Điệp, thì bạn lên nhóm mua nhá. Link nhóm mình để ở phần ghi bình luận đấy bạn ạ. Hello bạn, và bạn bấm giúp mình một like nhá. Lát Hoàng Anh Tử còn bạn ơi.
Đây là chúng ta đang có con boss còn 26% bên trong. 25% boss. Bên này là đội võ đang kiếm, đang múa bắt quái và đường môn đang rào ở bên ngoài. Tiếp tục chúng ta cùng ra bên ngoài để xem giao tranh. Có vẻ như lực lượng của bảng bố gì của họ vẫn chưa công vào được. Bên ngoài đường môn chơi luôn bài chặn đường, không cho ra luôn rồi. Chặn luôn đường không cho ra rồi. Có vẻ như là đang nỗ lực để không cho đối phương vào. Đường môn sẽ làm thêm một lớp phòng ngự bên ngoài nữa. Cho ra ngoài cái nào. Ai lại chặn nhau như thế. Vâng, và tôi tiếp tục ra bên ngoài để xem anh em nhá. Chào bạn Nguyễn Đại Dương. Bên ngoài băng máu họ vẫn đang có những lớp phòng ngự của mình ở khu vực boss bên ngoài. Búa rìu đang cho năm đầu của mình đến gần khu vực boss. Vâng, công lên đến từ Hồng Ngân. Hồng Ngân đang đi vào bên trong. Bên ngoài đã có những pha chặn đường đối phương. Hồng Ngân đã đi vào được bên trong rồi. Hơi khó qua tại vì bên trong đã có những cái bẫy của đường môn. Rất khó chịu. Anh em xem livestream bấm giúp mình một like anh em ơi. Cảm ơn anh em. Đã thấy xuất hiện thiếu nông quyền nguyên soái Iwan. Đây là thiếu quyền soái này. Được hỗ trợ tốc độ xuất chiêu của soái 25 điểm và mật tịch tận 92%. Xét kháng tất cả 10, xét tăng kiếm cộng 7, bao tay cộng 7. Hello mọi người, xin chào mọi người. Mọi người ơi, em có một cái xin yêu cầu nhỏ nhỏ là mọi người bấm giúp một like vào màn hình ấy để em lên mấy chục ca like được không ạ? Cảm ơn mọi người. Bản này có đi thêm một trận không có bạn ơi. Mọi người có thể bấm vào màn hình giúp em một cái nhá để em lên đề xuất video nhiều hơn. Mọi người bấm phát lên 400 view này thấy không? Rất nhanh luôn, cảm ơn anh em rất nhiều. Và anh em Facebook cũng vậy nhá, anh em Facebook bấm giúp một like với ạ. Bên này chúng ta đang có lực lượng của bàng máu, đây là ngài bên cầm sư. Cầm sư đang có tăng kiếm kim ấn 15% các bạn ạ. Đây có lẽ sẽ là một bên Hàn Quốc chơi được không? Chơi được bạn ơi. À, chị Nga ơi, chị rep luôn bạn Hàn Quốc giúp em với. Chợ Hàn Quốc chơi được nhá, đây rất là nhiều anh em Hàn Quốc chơi. Em nào Hàn Quốc đây là biết rồi. Facebook của mình là Thành Vinh. À, đây mình có để cái link ở đây, anh em có thể tham khảo cái link này nhá. Các bạn có thể liên hệ qua số Zalo này cũng được nhá. Liên hệ qua Zalo để hỗ trợ tải game luôn. Trên màn hình đó là tăng kiếm kim ấn 15%. Đấy. Quả này xịn không các bạn? PK giống nhau tại vì đây là mô hình PK bang. Ngày mai chắc là em sẽ bảo với các bạn mod xử lý cái phần màu chữ ở bên trên PK bang để cho anh em nhìn rõ hơn. Chào bạn Nguyễn Tuấn Vũ. Bạn ơi, sẽ có người hỗ trợ bạn nhé. Bạn check cái số Zalo này để có xin được hỗ trợ tải game và mua bán trung gian nhá. Vậy là... bản này thì sẽ không có đồ thiên nghĩa bạn ạ. Và bên trong thì lực lượng của bàng máu đã chặn cửa rồi. Rất khó vào. Bản này là bản 2.8 bạn ơi. Game này là những game năm đầu của phiên bản 2.8 chơi rất là vui anh em nhá. Thành nào cũng đông nghịt người. Vâng đúng, huyền thoại chúng tôi vẫn thế. Hello bạn Tuấn Anh. Hello bạn Tuấn Anh. Sao các bạn cứ gọi tôi là Vinh Bịp nhờ. Nó bị lỗi kìa chị Nga ơi. Chị Nga chat cái tin nhắn giống em đi. Nó bị lỗi tin nhắn rồi. Chúng ta sẽ tùng soi đồ. Bên này là Nga bây giờ chị Mỹ Tâm. Chị Mỹ Tâm đang có một cái áo khắc né 8%. Tôi đố các bạn khắc né nó là cái gì đấy. Tôi đố công trên kênh chat. Khắc né là cái gì? Comment lên nhá. Tôi đố công tỷ lệ khắc né 8% nó là cái gì? Tôi đố các ông nhá. Chào bạn Tú Khương. Bạn ơi, link tải là zx2huyền thoại.com nhá. zx2huyền thoại.com. Tôi đố các bạn khắc né 8% là cái gì? Tôi đố các bạn này. Đố các ông đấy. Công chat chuẩn à. Nó sẽ tăng tỷ lệ gì ạ? Nó sẽ không phải bỏ qua né tránh. Sai rồi. Sai rồi, sai rồi. Tức là tỷ lệ né của nó tăng lên 8% nữa. Ở trong cái phần này này. Khắc né này. Nó tăng khắc né 8% nữa. Đấy.
Đúng rồi, anh em trả lời rất đúng nha. Có những em trả lời đúng, tỷ lệ khắc này nó sẽ tăng lên. À, ví dụ như cái này nó đang là 1 đúng không? Thì nó sẽ lên là 7. Đấy, đấy, đấy. Rồi tiếp tục này, đố các bạn này. Giảm thọ thương 10% nghĩa là gì? Giảm thọ thương, chào bạn Trung Hậu, chào bạn Trân Huy. Tôi đố các bạn này, giảm thọ thương nghĩa là gì? Giảm thọ thương 10% nghĩa là gì? Đố các bạn này, giảm thọ thương 10% nghĩa là gì? Em comment giúp mình nhá. Là độ châu, độ châu gần đúng rồi, gần đúng rồi. Giảm hỏng thương, vãi cả giảm hỏng thương ạ, à, lại bố ạ. À. Bố có thể mở những câu văn đấy ạ, à, lại bố. Đố các bạn nào. Giảm thọ thương 10% có nghĩa là gì ạ? Giảm lửa sát thương 10%. Giảm lửa sát thương 10%. Tức là giảm nửa đam. Người ta hay có câu là giảm lửa sát thương 10%. Tức là tỷ lệ là có 10% thôi. Ông nào không xem đố thì thôi, không xem thì thôi. Còn anh em thích xem thì xem đúng không? Mật tịch 88% được bao nhiêu ô anh em? Đố các bạn ngay mì đàn này. Mật tịch 88% được bao nhiêu ô? Mật tịch 88% được bao nhiêu ô này? Đố các bạn đấy. Địch đá giảm chấn thương. Tức là thực tế là nó giảm tỷ lệ. Tức là nó sẽ giảm một nửa sát thương 10%. 5 ô là sai nha. 11 ô là đúng kìa. Ông nào comment 11 ô là đúng nhá, tại vì Nga Mây Đàn nó khác. 88% của Nga Mây Đàn nó là 11 ô anh em nhá. 10 ô nó là 84. Từ 84 đổ xuống nó là 10 ô. 88% thì nó là 11 ô. Đúng rồi, anh em chơi Nga Mây Đàn ông nào cũng hiểu luôn. 15 ô cái quần què ấy, 15 ô mấy ông Facebook ạ. À. Bên trong này anh em đang đợi chuẩn bị ăn túi boss rồi. Link tải game là zik2huyenthoại.com anh em nhá. Rồi, có lẽ bây giờ thì chuẩn bị cho hoạt động 1-1 thôi. Mượn ạc nào đi 1-1 bây giờ. Mượn phái nào đi 1-1 bây giờ. Chào bạn Kiên Ngô, hello bạn. Quá đông. Chuẩn bị 24 rồi đang mượn nick đi 1-1 đây. Không biết mượn nick nào đi 1-1 bây giờ đây. Chán nhận nhắn tin Hoàng Sĩ mượn nick. Ngày đầu để Hoàng Sĩ đánh, ngại lắm. Hỏi con ketamin nó có đánh không? Con ketamin thôi. À nhắn tin nha. Bảy sáu chín không chín ba hai hai chín. Ok, anh em có thể liên hệ số trên màn hình anh em nhé. Liên hệ số 0769093229 để có thể hỗ trợ tải game và nhá. Mượn ạc năm độc đánh cho nhàn em. Đúng rồi, nhắn tin con mẹ mượn ạc năm độc đánh cho nhàn. Anh Thủy đâu rồi? Thủy. Gọi anh Thủy luôn. Anh ơi. Em mượn. À. Đây. Đây anh em nhá. Anh có thể liên hệ số trên màn hình của mình cũng được. Hoặc là trang truy cập ngay vào link mình để đây này. Là để tải game nhá. Tôi mượn ạc anh Thủy tới anh 1-1 anh em ạ. Người ạc em. Bây giờ chúng ta về bên kinh để chúng ta xem hoạt động tỷ võ 1-1 nhá. Nó đông kín con mẹ đường luôn. Rồi rớt mẹ mạng rồi. Rớt mạng rồi. Lại rớt mạng rồi. Hello anh em. Dương cung em PK ngu lắm. Em không cầm dương cung đâu. Vào anh em mình ấy nhá. À, chúng ta về bên kinh nhá. Bản này chắc tướng quân là ngon nhất. Đúng luôn. Mẹ vào nhầm server rồi.
Vào nhầm server rồi. À, tải game anh em nên truy cập vào zgamehuyenthoại.com nhé. Chúng ta còn về Biển Kinh. Đây, đây là khung cảnh ở Biển Kinh. Các bạn đang thấy trên màn hình, đây là khung cảnh ở Biển Kinh để chuẩn bị cho hoạt động báo danh tỷ võ 1-1 các bạn. Đít bạn đông vãi luôn. Ôi, đông. Đông chưa? Không đông không lấy tiền được chưa? Nó này là ối giời ơi luôn anh em hiểu không? Được chưa? Bây giờ tôi vào nick 5 độc tôi đánh luôn không ạ? Để tôi vào nick 5 độc tôi đánh luôn. Đang sử dụng anh ơi. Đùa em à, alo. Anh là gì? Anh làm video hướng dẫn cài ác từ đầu. À, em xem livestream của anh nhiều hơn nhá. Hello mọi người, đợi một chút nhá. Đông người vãi lìn. Đang sử dụng rồi anh ơi. Các bạn đợi một tí nhá các bạn ơi. Bản này không có Thủy Yên Vũ Tiên anh em ạ. Bản này là bản 208 anh em ạ. Đợi tí đăng nhập vào nick cái. Mẹ OBS sập phải luôn. Anh em nghe nhạc tí anh em nhá. Cam kết quốc tế cái này chết thôi mấy ông VNPT ạ. Công nào kiểu này chết tôi mất thôi. Đang sử dụng rồi. Đùa chết rồi, dở rồi. Chúng ta đến đây chơi một tí nhá. Đợi tí chủ ạc off ra cái. Ui giời, các bạn thấy đông chưa? Các bạn vào các bạn mua nick có chơi cũng được mà, đúng chết là phải cay. Mua nick về cày vẫn được mà. Số điện thoại mình để trên màn hình nhá. Hello mọi người. Một nick bao nhiêu á? Một nick rẻ mà các bạn. Vâng, đây là lượng người chuẩn bị cho hoạt động tỷ võ 1-1 các bạn ạ. Nó đông vãi đái luôn. Anh em hiểu không? Nó quá đông và nó quá kinh khủng. À, tôi sẽ chấm theo một cái đối thủ nó khó chịu một tí. Mẹ, mới mua vài cam kết quốc tế xong mà nó lại bị sập stream, bực thật sự luôn. Anh em truy cập cái Zalo 0769093. À, nó mất mẹ một số rồi. Rồi để tôi đổi. 3229. Đây để số này cho nó dễ làm việc này. 3229. Đấy. Xếp thiên chim em đế rồi có mạnh không không? Đương nhiên là mạnh rồi bạn ạ. Nhưng mà bây giờ thì chưa có anh em ạ. VNPT, nếu VNPT mà có xe được livestream của tôi thì các ông nâng cấp cho tôi nhá. 31 rồi. 31 rồi, ok, số điện thoại mình ok rồi bạn Vinh ơi. Chúng ta đến ngoài đợi một tí xong chúng ta cùng xem tỷ võ 1-1 anh em nhá. Anh Thủy vẫn đang ngon kìa. Để xem nó đập đấy đâu. Anh em xem cổ sư này. Đây là cổ sư tướng quân cộng 6 này các bạn này. Trời, dã man chưa. Đồ top à.
Top thì chắc bây giờ top thiếu lâm trượng này. Xét trang bị tàng kiếm. Top thì bây giờ chỉ có tàng kiếm thôi, chả có gì các bạn. Top bây giờ chỉ có tàng kiếm cộng 7 thôi. Mật tịch 91, hai dòng 91 luôn. Quá đỉnh. Năm độc đại hồng thủy. Đây, năm độc đại hồng thủy. Đứng lại anh ơi. Đây tí mình cầm con này. Năm độc đại hồng thủy thì cấp 85. Mật tịch 85%. Và xét kháng, xét thân pháp kháng tất cả 15. Cả 10. Em mượn tí anh. Đây nha anh em nhá. Anh em thấy trên màn hình thì bên này chúng ta có húc vào mông em. Úi xời, Dương là thương tướng quận tiên phong, cặp cờ tiên phong luôn này. Mật tịch 10 thành và thương long muôn chấn cộng 6 đam 470. Hello mọi người nhá, chuẩn bị cho anh Thủy ao chưa? Thủy ao chưa đến vào. À, ao rồi. Ok bây giờ mình vào nick năm độc mình đánh 1-1 anh em nhá. Em nghe âm thanh quen thuộc không? Chưa anh em ạ, bây giờ mới có đồ tăng kiếm thôi. Bây giờ mình sẽ vào năm độc để mình đánh các bạn nhé. Rồi, năm độc này thì mình sẽ cầm với cặp thi hoàng kim. Không nhất thiết sử dụng luôn vũ khí tử quang. Quy này, E này, A này, D này. Hút máu, D này. Để vào bên trong cái đó. Trong này không được dùng lắc các bạn ơi. Trong này không được dùng lắc cho nên là chúng ta cứ set up ở ngoài trước xong ta vào một thể luôn. Cái này là búp thi này. Này ok. Kim thiền thất xác này. Xét tử quang đánh xong lại người ta. Ơi tôi đánh cho các ông xem này. Các ông nhìn tôi đánh cho bọn nó. Tôi đánh cho bọn nó không dãy được cái này. À YouTube, YouTube thì không bạn ạ. YouTube này mình bị vẫn bị đánh bản quyền nên mình chưa like YouTube được. Mai nhá. Mai mình kiện bản quyền phát là mình ok với các bạn luôn. Ok. Tôi đánh cho công xem chuẩn như thế nào này. Công nhìn tôi đánh này. Các anh em không phải lo. Chùm server rồi. Đợi tí tôi cài lại cái hiệu cho này cài đã. Ok nhá, bây giờ mình vào bên trong anh em nhá. Vào bên tỷ võ 1-1 này. Anh em háo hức. Ủt, bỏ ngay máu ra. Sao mà không nhận được máu là như nào? Kìa sao lại sử dụng được lắc này nhỉ? Chết dở rồi. Đồng thế nhỉ? Ít đam đọc là sẽ được. Thi này không hủy đâu các bạn ạ. Thi này cả ba nó có một con đấy.
Các bạn đợi một tí nhá. Lại lỗi gì không biết nữa. Anh em đang ở đông thế anh biết. Mẹ lại phải lấy máu ra rồi. Giờ không lấy này phải lấy máu ra rồi. Năm độc cầm một nó là bố thiên hạ luôn đấy chứ. Công đợi tí nha, kỹ thuật đang kiểm tra rồi. Bịp rồi, lại bịp nhau rồi. Ông nào chỉ tục trên kênh chat từ 3 nữa nhá. Mệt quá. Khổ ghê. Facebook nó đã làm gắt rồi, công chỉ tục nó ban mẹ livestream của tôi luôn ấy. Khổ lắm cơ. Facebook nó làm gắt lắm, bây giờ nó quét cả chữ cơ, không hiểu không? Nhà đang phèn nó ban mẹ livestream ấy. Nguy hiểm anh em ạ, thông cảm vậy. Tôi cũng không muốn nó như này đâu. Mày trừ hết lương kỹ thuật viên. Anh em đợi tí nhá. Anh em TikTok đợi tí nhá anh em nhá. Tôi cũng không muốn này đâu nhưng mà thôi, phải đợi chứ không ạ. Giống như cái đợt mà bị bọn nó phá server vậy. Mày trừ lương kỹ thuật viên thôi, làm ăn này chết. Chắc là lỗi một tí thôi các bạn ạ. Chắc là trong quá trình mà nó setup, tại vì đợt này không có mảnh huyền thoại mà, cho nên chắc là cũng sửa một tí. Các bạn đợi một tí nhá, bình tĩnh nào anh em. Anh em mình làm cái rồng gắn lên mây đi. Tao có được trận nào đâu. Vâng, anh mình có được trận nào đâu. Ok, đợi tí chuyên đây, đợi tớ tí nhá. Tí nữa. À, thật đấy. Các bạn thấy đông không? À, trong này còn đánh nhau được cơ. Sinh linh top top của Vinh á. Đây nha, linh top top ở đây nha. Khéo mai công hết, sang hết top top tôi công xem. A còng Vinh. Vui. Vẻ. Đấy. Linh top top đây nhá. Hello bạn Chu Văn Chiến, xin chào tất cả anh em. À thôi tiện thể cũng chưa đánh nhau. Các bạn thấy server đông không? Ông nào bảo server vắng đây. Đây này, đây này. Đông chưa? Cả server quay vào tỷ võ này. Đây là 8x nhá. Đó, thấy chưa. Đầu động thấy người anh em tải game ở z2trận.com nhá. Thế cái này. Z2 huyền thoại. À thôi tranh thủ đang đông người anh em ạ. Bấm mỗi người một like giúp mình nhá. Đây này, anh em bấm giúp mình mỗi người một like anh em nhé. Anh em top top bấm giúp mình mỗi người một like anh em top top nhé. Để mình trở thành gọi là streamer top top. Có chân phái không anh? Có em ạ. Nhưng mà ạc à, của anh thì không có chân phái. Cầm cặp thi hoàng kim. Anh em xem được bao nhiêu like rồi anh em? Anh em lập kỷ lục like cho tôi phát. Hello mọi người, xin chào mọi người đợi một tí nhá. Giờ này Facebook với TikTok làm gắt quá nên là anh em cũng thông cảm. Để tôi đục đánh nhau cho. Không là dám đánh với tôi đâu. Đục còn mói xi đánh nhau không? Anh em mình làm quả rồng rắn mây đây. Rồng rắn lên mây đây. Rồng rắn lên mây đây. Đánh luôn sợ gì. Hai con lãnh lang nó chỉ ở vai nó thì chết. Anh em đang đứng trong này đông vãi cả lìn ra. Hello mọi người. 5k like hôm qua được 50k like cơ các bạn. Hôm qua được 50k like cơ các bạn like giúp mình cơ. Không có được 50k like cơ, anh em bấm giúp mình phát. Anh em nào chưa follow, follow mình nhá.
Hello bạn, cảm ơn bạn Phi Nguyễn. Cảm ơn bạn, chào bạn Nguyễn Thục 197. Nghe gầm sói thích nhỉ. Đây này, thiếu quyền karate này. Quần tăng kiếm này. Đấy. Có link group mà Thiện ơi, đây này. Link nhóm đây nhá. Đây nhá, tôi để các bạn link nhóm và link tải đây nhá. Bản này không đông thì các bạn thấy cái nào đông nữa hả các bạn? Đông gấp đôi luôn. Ba luôn. Mình có link tải zgahuyentai.com anh em nhá. Đây này, dương cung Cubin này. Cấp 8 năm này, cờ tiên phong này, cung long môn trấn này, mật tịch môn phái 10 thành 4 phụ lục này. Đấy. Bên này là thiếu quyền Chaien. Chaien đang có set cộng 6 này, bao tay này và mật tịch 90% này. Đấy. Có bắn nick không Vinh ơi à? Chắc là lại bị cái gì thôi Đức ơi. Công làm gì mà bình tĩnh. Đợi một tí, tranh thủ nghỉ ngơi ra uống cốc trà đấy anh em, có gì đâu. Trước chơi còn nguyên bộ thiên tri viêm đế, xe đầu uy long. Chào bạn Bình. Có thằng nào đã cả Đông Phương Châu chưa em ạ? Ở Hợp Long thì chưa có đâu. Cái băng bổng này đang gạ là bán cái nick này cho mình này. Nick này của nó cũng ngon. Mỗi tội mặt tịch muộn phái hơi đều một tí. Có Ngọc Bảo Châu đây này. Zudio 5 độc nhanh lắm. Cái băng bổng chơi sướng mà. Các bạn đang thấy trên mình là quả bao tay cộng 7, 613 đam. Đây là cái bao tay đam to nhất server, duy nhất. Đông không anh em? Trời, nó lại là đông luôn. Đại ca Lidon à? Thì mẹ đại ca Lidon đánh làm sao đánh được. Đánh làm sao được con đấy. Đánh vòng tròn làm gì nhau. Lên ngựa, lên ngựa, lên ngựa, lên ngựa. Lên ngựa. Rồi đại ca đi đòn đâu rồi, nó trốn mẹ đâu rồi, nó trốn mẹ đâu rồi. Mai em đuổi việc nhỉ, mai em đuổi việc. Đông không anh em? Đông luôn. Đông không anh em? Bấm vào đây anh em, hãy theo tôi nào. Hãy theo tôi. Cho số 3 ra. Solo out. Đây, đây. Vãi rồi, vẫn đuổi đánh tôi không ạ? Thua chưa? Thắng rồi. Hải Phòng muốn tìm võ bạn à? Ok. Búp đê. Búp đê toàn. Búp đê. Solo phải búp chứ.
Mày, mày làm trêu à? Nhờn để trâu à? Trâu này. Trâu này, trâu này. Nam độc đánh phải chạy anh em ạ, chứ nam độc đánh không một chỗ đâu. Châu này, link group kìa bạn ơi. Châu này, à, châu này, từ từ tôi thả xác các bạn, đã thế chơi thả xác. Nó trâu thế nhỉ? Mẹ nó xét cộng 6 nó có cửu thiên là sao nó trâu vậy? Trâu này, à mày trâu à, toàn trâu rồi tớ. Toàn trâu rồi tớ, ui nó trâu thật đấy các bạn. Đánh nhanh các em. Anh năng cả server hiếm lắm các bạn, đánh nhau vỡ đầu mới có anh năng đấy. Mẹ nó trâu thật đấy. Đánh con này mệt vãi lìn luôn đấy, đi được nó trâu thế nhỉ? Liều lệnh, ra đây toàn đây. Đây toàn đây, đây ra đây, ra đây, ra đánh nhau cho nó vui. Ra đây, ra đây, ra đây. Mày, mày này. Mày này. Mày, mày này. Châu vãi cả đái. Nó đuổi đánh tôi đấy, nó đuổi đánh tôi đấy. À, toàn ạ. Mà con Nga mình kiếm một trâu ấy nhỉ? Đánh mãi không chết. Trấn phái không có, trong này không dùng trấn phái nữa. Thua rồi, thua rồi, thua rồi. Thua, thua, thua rồi. Nó sắp hết sen rồi. Nó trâu vãi đái luôn ý, thề. Giao đánh nữa rồi, kệ cho đánh. Đứng chỗ trời cho đánh. Đứng chỗ NPC đợi. Dục dục tháng như thoa vị địa đệm. Đây là có cái đào 5 đẹp nhờ. Này. Mẹ nó trâu vãi lìn luôn. Hồi hết búp rồi. Thua rồi.
Không, vào đây đang đang đợi tỷ võ nhưng mà chắc là đang sửa. À nào đây. Đánh lại nào, tôi với ông đánh tiếp ông toàn ạ. Sợ gì? Vào trận chưa? Cảnh thế nhở? Hơi khó đấy, đánh bọn nó hơi khó. Chứ em ạ, à, này chứ làm sao biết làm sao nữa. Con kỳ lân không bằng có hai con thi bằng kim này được. Hai con này nó ngon hơn. Lại bịp rồi. Lại bịp rồi. Lại bịp rồi, lại bịp rồi, lại bịp rồi. Lại bịp rồi, các bạn đợi tí nhá. Thôi thì tôi ngồi lượn lờ một tí vậy. PK phải chơi cái bổng, cái ông quyền mới đỉnh, đúng rồi. Bây giờ chúng tôi kiếm người tỷ võ trong này vậy.